Vĩnh Long tương lai sẽ có tuyến cáp treo ven sông Cổ Chiên, điểm nhấn của khu đô thị sinh thái dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch cùng chim, thành phố Vĩnh Long là khu công trình khách sạn, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, cáp treo và các công trình hỗn hợp có tầng cao tối đa 20 tầng nằm ven sông Cổ Chiên. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí và du lịch cùng chim. Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của phường Trường An, thành phố Vĩnh Long. Trong đó, phía bắc giáp sông Cổ Chiên, phía nam giáp sông Cái Cam, sông Cái Côn, phía đông giáp sông Cổ Chiên, phía tây giáp phường Tân Ngãi, dự án có tổng diện tích hơn 72,5 hecta, định hướng phát triển là một khu đô thị mới. Sinh thái đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long Dự kiến quy mô dân số của khu vực quy hoạch khoảng 8.525 người, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, mục tiêu của dự án là nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh điều kiện tự nhiên, đất đai khu vực vùng ven sông Cổ Chiên trong hệ thống du lịch của tỉnh Vĩnh Long, chuỗi du lịch sông Mê Công, đem lại lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của cư dân địa phương. Đồng thời phát triển khu vực đô thị mới hỗn hợp với các chức năng chính, du lịch, công trình công cộng, thương mại, nhu cầu ở mới tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho địa phương từ việc khai thác quỹ đất hợp lý. Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị mới, là khu tổ hợp dịch vụ thương mại phía tây trung tâm thành phố. Vĩnh Long, khu vực phát triển du lịch trên chuỗi du lịch sông Mê Công. Tổ hợp đầu mối du lịch sông Cổ Chiên gắn với Cù Lao An Bình. Về quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng của khu vực quy hoạch, đất dân dụng, đất nhà ở liên kế, đất ở tái định cư, đất nhà ở xã hội, đất trường học, cây xanh, giao thông, đất thương mại, dịch vụ, có diện tích trên 507.017 m2, chiếm tỷ lệ 69,9%, đất ngoài dân dụng, đất khách sạn nghỉ dưỡng, đất du lịch nghỉ dưỡng, đất cây xanh sử dụng hạn chế, đất tính ngưỡng, diện tích trên 121.353 m2, chiếm tỷ lệ 16,7% và đất mặt nước có diện tích 96.869 m2 chiếm tỷ lệ 13,3%, không gian trọng tâm cho khu vực quy hoạch là không gian mặt nước, với điểm nhấn là khu công trình khách sạn, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, cáp treo và các công trình hỗn hợp có tầng cao tối đa 20 tầng nằm ven sông Cổ Chiên, đất ở liền kế được bố trí tại các trục chính ven sông Cổ Chiên, ven các kênh nước. Ven các trục đường đi bộ, nhằm khai thác vị trí của các khu vực này, đồng thời quy hoạch cũng bố trí đất nhà ở xã hội, dạng nhà chung cư và đất tái định cư dạng nhà ở liên kế trước mắt các dự án ưu tiên đầu tư là xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật gồm thu hồi giải phóng mặt bằng sang lấp xây dựng hệ thống giao thông cấp điện chiếu sáng cấp nước thoát nước mưa thoát nước thải hệ thống thông tin liên lạc các khu tái định cư nguồn lực để thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách nhà nước theo quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao Sở Xây dựng phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tổ chức công bố quy hoạch được duyệt đảm bảo thời gian theo quy định, giám sát việc triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vĩnh Long kỳ tiếp theo. Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư đấu thầu dự án có sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi video chúc mọi người sức khỏe và bình an